Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa phối hợp với Viện Chuyên tu khu phố Giàng Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ tổ chức khánh thành và bàn giao hai nhà nghỉ tình quân dân cho các gia đình. Ông Bùi Trọng Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ và gia đình ông Nguyễn Tuấn có con là dân quân thường trực sinh sống tại ấp 3, xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc. Hai căn nhà trên được khởi công vào tháng 6 năm 2021, diện tích mỗi căn là 90m², được xây dựng tường gạch mái tôn, nền gạch hoa, gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh. Chi phí xây dựng khoảng 215 triệu đồng, do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ủng hộ 20 triệu đồng, Viện Chuyên tu ủng hộ 60 triệu đồng, gia đình đóng góp 105 triệu đồng. Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ hỗ trợ vật liệu trị giá 30 triệu đồng. Căn nhà của gia đình ông Nguyễn Tuấn có tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng, trong đó gia đình là 70 triệu đồng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ủng hộ 20 triệu đồng, Viện Chuyên tu ủng hộ 60 triệu đồng, Dân quân thường trực xã Bảo Lâm hỗ trợ 70 ngày công xây dựng. Cũng tại buổi lễ, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm cũng tặng các thiết bị tiện nghi phục vụ sinh hoạt như máy giặt, máy lạnh, tiền mặt cho hai hộ gia đình trên. Trong cái điều kiện thì nhà ở cũng thực sự rất hết sức khó khăn. Để xây được một căn nhà thì thực sự đó là một cái mơ ước lớn đối với vợ chồng chúng tôi. Trong thời gian qua, nói chung là được sự quan tâm, chia sẻ của thủ trưởng các cấp. Thì đến ngày hôm nay thì đã hỗ trợ bằng cả tinh thần lẫn vật chất. Thì vợ chồng chúng tôi cũng có được một căn nhà khang trang để sinh hoạt thường ngày. Thì phải nói đây là một cái niềm vinh dự đối với cá nhân, bản thân gia đình tôi.